Xin chào các bạn. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm Search và hàm File ở trong Excel. Mục tiêu của hàm Search và hàm File ở trong Excel đều là tìm kiếm thứ tự của một văn bản nào đó trong một văn bản cho trước. Tuy nhiên thì cách sử dụng của hàm Search và hàm File thì sẽ khác nhau một chút. Ở trong bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 ví dụ rất là thú vị. Và qua đó thì bạn cũng sẽ phân biệt được khi nào thì nên sử dụng hàm Search và khi nào thì nên sử dụng hàm File. Mình có ví dụ đầu tiên là có một chuỗi văn bản là ABC viết hoa. Làm thế nào để tìm ra được chữ B viết hoa? Hàm search sẽ là bằng với search của đoạn text mà bạn muốn tìm kiếm là B2. Tìm kiếm ở bên trong A2. Đóng ngoặc Enter. Kết quả ra là 2. Tương tự hàm file chúng ta sẽ bằng với file của tìm kiếm văn bản bạn muốn tìm kiếm là B2. Và tìm kiếm ở bên trong A2, đóng ngoặc Enter. Kết quả cũng ra là 2. Tương tự thì chúng ta sẽ có ví dụ thứ hai là văn bản là ABC, tuy nhiên thì là viết thường, và tìm kiếm B viết thường. Mình sẽ kéo xuống, kết quả vẫn ra là 2. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi chữ B thường này thành B hoa. Các bạn hãy xem. Như vậy là file đã trả lại một giá trị bị lỗi. Như vậy là file đã trả lại một kết quả bị lỗi. Và đây là điều khác biệt đầu tiên giữa hàm search và hàm file. Hàm search sẽ không phân biệt là chữ hoa và chữ thường, trong khi hàm file thì sẽ có tìm kiếm thứ tự của văn bản và có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ tiếp theo là mình muốn tìm kiếm chữ T thứ hai ở trong văn bản là thanh tùng. Để sử dụng hàm search thì mình sẽ làm như sau: bằng với search của tìm kiếm ký tự là T ở bên trong văn bản là A4 thanh tùng, đóng ngoặc Enter, chúng ta sẽ có kết quả là 1. Bây giờ thì mình sẽ bổ sung thêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cú pháp thứ hai ở trong hàm search phẩy. Chúng ta có lựa chọn là start number. Start number có nghĩa là chỉ tìm kiếm văn bản kể từ ký tự thứ bao nhiêu đổ đi. Như vậy là chúng ta sẽ search tiếp giá trị T trong ô A4 đóng ngoặc. Và bây giờ thì chúng ta đã có thứ tự của search T A4 là ra 1 rồi. Cộng thêm 1 nữa là ra là 2. Như vậy là toàn bộ công thức của chúng ta sẽ có ý nghĩa là tìm kiếm chữ T ở trong ô A4 và kể từ thứ tự thứ 2 đổ đi. Và các bạn đã nhìn thấy là kể từ thứ tự thứ 2 đổ đi, tức là từ chữ H trở về sau, thì chúng ta sẽ tìm được vị trí của chữ T thứ 2 ở đây này. Nhấn Enter và kết quả ra là 7. Tương tự thì chúng ta cũng có thể sử dụng hàm file. Mình sẽ copy công thức ở đây, Ctrl C, Ctrl V, nhấn Enter và thay đổi thành file. Enter. Kết quả vẫn ra là 7. Và bài toán cuối cùng là các bạn hãy sử dụng hàm search và file để tìm kiếm ra chữ Tùng nằm trong chuỗi văn bản là Nguyễn Thanh Tùng. Mình sẽ tạo ra một số các giá trị trung gian trước khi mà mình đi vào giải quyết bài toán này. Đầu tiên là để tìm ra được chữ Tùng thì chúng ta sẽ phải sử dụng hàm write, và chúng ta phải tìm được thứ tự của khoảng trắng thứ hai, tương tự như là công thức ở đây. Mình sẽ copy xuống này, Ctrl C, Ctrl V, Enter, và mình sẽ thay ô A4 thành A5. Nhấn Enter và kết quả ra là 14. Thay T thành dấu cách, nhấn Enter, kết quả ra là 13. Như vậy là chúng ta sẽ tìm hàm write và kể từ cái ký tự số 13 đổ về sau cùng. Để sử dụng hàm write thì chúng ta cần phải biết được độ dài của tên người ở đây là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có độ dài thì sẽ bằng với cả hàm length của A5 trừ đi giá trị ở bên trên là C7 và bằng với 4. Và ô này thì chúng ta sẽ có kết quả là bằng right của A5 và lấy 4 ký tự, Enter, đóng ngoặc. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử thay thế văn bản ban đầu thành một giá trị khác, ví dụ là Nguyễn Thanh Trung, Enter. Và các bạn đã nhìn thấy ra là kết quả của hàm search vẫn ra là Trung rồi, đúng không ạ? Ctrl Z. Bây giờ thì mình sẽ tìm cách bỏ đi các giá trị trung gian này, Ctrl C, và thay C8 bằng Ctrl V,
nhấn Enter. Ctrl C và thay C7. Ctrl V, Enter. Bây giờ thì mình đã xóa đi. Và các bạn đã thấy là kết quả không thay đổi. Tương tự thì mình sẽ copy công thức này. Ctrl C, copy sang hàm file, Enter. Và mình sẽ thay đổi từ search thành file. Enter. Kết quả vẫn ra là Tùng.